Chúng ta đến với trận bản lề thôi. Seng, vâng, cũng không phải là quân khỏe. Johnson, thôi xong rồi. Xong, tôi đã bảo rồi. Cái ông Memo này, ông luyện cho Son thì chắc là... Vâng, luyện cho Son chắc là mòn kiếp rồi. Đánh rất quen tay rồi, và đây là quân sở trường. Còn đây là Seng. Ba trận sẽ cầm những loại quân mà nó không hề tuyển một chút nào ở trong cái thời đánh deathmap. Vâng, trận đầu Phoenician, trận 2 Yamato, trận 3 là Seng. Đúng là ngày hôm qua ông này ăn sò rồi, tôi thề luôn. May là đơn quân này nó còn có quân cận chiến và còn là quân gỗ đó, đạp đôi của Seng. Seng có đạp đôi thần, hot thần, ca to nhưng không có ván chặn, có tròi nhưng không phải là tròi thần, có Barista thần, nói chung là cũng tạm tạm. Nhưng nó yếu hơn cho Son là rất nhiều. Cho Son thì BB của cho Son nhiều máu, 240 máu dành cho BB thần. Tròi thần có thêm 2 tầm xa. Có thêm gì nữa nhỉ? Có thêm Barista thần, có bán chặn nhưng không có lửa và không có tầm xa. Và thế là cũng đủ rồi. Thực ra đánh BB và đánh tròi là đã khoai rồi. Sở trường cho Son đến từ Memo. Memo đang rất đỏ trong kèo đấu deathmap này. Cả 3 trận có thể nói anh đều cầm quân cửa trên. Nhưng sẽ có lợi thế hơn khi mà đạp đôi di chuyển nhanh hơn. Cần phải có lợi thế trong tuyển đầu để có thể có một chiến thắng ở trận đấu này. Vâng, bây giờ sẽ đã rút kinh nghiệm nhiều hơn, xây tròi ở nhà của mình chứ không phải là tên dâng lên nhà đối phương một cách quá cao. Bắt đầu có BB đẹp dành cho Sọt. Đạp đôi đang có trước. Lợi thế của Sẻ đang nằm ở khoảng tầm 3 phút đầu tiên. Không, 5 phút đầu tiên dành cho Sẻ. Đạp lổ móng nhà của đối phương đi. Để nhớ rằng cái con BB nó rẻ nha, rẻ như bèo luôn. Nó rẻ, thậm chí còn rẻ hơn cả hot của Johnson. Và ở nhà của Sẻ đã có nhà BB rồi. Cái what the hell? Ông này ông dâng nhanh thế nhỉ? Trận nào cũng thế và trận nào cũng vậy. Đều là có những tấn công sang nhà đối phương cực kỳ sớm đến từ người cầm, vâng, game thủ Memo. Sẽ cần phải nâng hot thần để chống lại những con hot một cách dễ dàng hơn. Nâng giáp 6 cho đạp đôi. Bắt đầu hết gỗ nha. Đánh đạp đôi cũng khá tốn gỗ. Cũng đã là BB thần rồi. Vâng, đánh BB thì nó rất là rẻ, nên là cái việc mà ruộng đối phương thềm đầu sẽ không có quá nhiều. Thời điểm về sau anh mới vẽ ruộng cơ. Còn thời điểm này chưa cần vẽ ruộng. Chưa có hot thần. BB bắt đầu tràn bản đồ. Và những chiếc tròi không có thần của vâng Seng thì nó quá là yếu so với con BB của đối phương. Seng càng dày tròi hơn. Càng dày thì càng tốt. Vâng, rút kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng trận sau thì sẽ nên xây những tròi ở nhà của mình thật sớm, xung quanh nhà của mình thật sớm để tránh đối phương có tình trạng dâng. Ông này rất thích dâng. Đồ đánh theo kiểu của vâng dưa văn chua. Vâng, người đánh deathmap nổi tiếng đến từ Ao Trung Quốc. Vâng, BB đồng như kiến vậy. Sẻ đang bị thiếu nhà BE. Cảm xúc gặp đôi và ăn thêm gỗ đi. Gỗ cũng sẽ sắp hết thôi. BB nó khỏe thế à rời. Hot đã là hot thần rồi. Lại có nhà BB ở trong nhà. Vâng, tôi đang ngửi đến mùi khoai. Mùi khoai nướng dành cho chim sẻ. Món khoai nướng này ăn không hề ngon một chút nào cả, nó ăn khá là đắng. Đạp đôi đạp lan. Nhưng BB thì nó khỏe hơn, đam to hơn, giáp cao hơn. À không, giáp ít hơn, có 2 cộng 4 rồi. Nhưng máu nhiều hơn, rẻ hơn, đông hơn, khỏe hơn. Khoai. Trận này sẽ khả năng phải đánh cả Barista. Nhưng bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi. Barista thần mới đỡ được BB cơ. Mất nhà BL dành cho chim sẻ. Đang phải đánh hot để thủ lại. Trong nhà vẫn có BB. Khoai 2-1 dành cho Memo. 3 trận quân tịt, tôi không thể tin được. Tịt cũng phải vừa đấy, cho con tí cửa đánh như kiểu là Summer đánh Baby chẳng hạn, hoặc là cho Son đánh với cả Hit. Kiểu thế đấy, con có cửa chứ quân này đánh cái gì. Cho Son đánh cái Katha cũng được. Vẽ thêm ruộng nhèm hết gỗ thì em ơi.
Thế là không thấy sẻ ăn gỗ. Sóc dân ra để ăn gỗ. Hót đang thủ lại. Nhưng ở trong nhà. Ở trong nhà. Đúng là quen đánh cho son. Và người ta bảo là chăm hay thì không bằng tay quen. Và đúng là như vậy. Chăm hay thì không bằng tay quen. Cho này làm hai cái trò. Hết đá. Rồi. Hai cái trò ở đây. Cần giải quyết hết cái đám BB và nhà BB ở trong nhà của mình. Thật nhanh. Đừng cho đối phương sản BB ở đây nữa. Giải quyết xong thì xin phép được cả cái bản đồ này là của Memo. Cho mát. Hết đá rồi. À đúng rồi. Trận sau có bạn bảo là Max C thì vui. Vâng, cầm đúng tứ tuyển ở trong cái death map này luôn. Chắc là thiếu mỗi con Max C thôi. Trận sau xẻ vào Max C rất nhiều người cười to lắm đây. Vâng, bây giờ đối phương tràn BB và tràn tròi thì khoai. Riêng tràn tròi không thì cái hot của Seng không biết lấy cái cửa gì để đỡ. 2-1 dành cho Memo. Khoai quá.